lành. Nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng cô lại có một ruột búa rất to trên má. Nếu không có cái búa trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái búa xấu xí này. Đâu như con lành, cái búa ở ngay giữa mặt. Con lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao với ao hay sao mà dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái búa xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Tránh ra cho tao. Chị lụa cũng có cái búa giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? À, nhưng cái búa của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con lành nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái búa này. Cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái búa này. Ê, cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn à? Hại đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa, mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lòng cầu dòng nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộn cầu dòng. Hà, hát hay quá. Quỷ nhỏ. Chị biết em sao? Chị chơi với em đi. Chị hát đòn dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết. Em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa. Em không xấu xí đâu. Chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hù một trận, nó ghê lắm, nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày,
nó xé xác mày ra, chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó, nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Sao chiều tối rồi mà chị Lụa còn kêu tôi đi hái nấm? Để sáng mai mình đi hái mới có nhiều nấm tươi chứ. Tao nói đi thì mày phải đi. Tao là chủ hay mày là chủ? Mày còn hỏi nữa, tao kêu cha mẹ cắt tiền lương mày đó. À, nấm kìa, mày nhanh lại hái đi. Tôi hái được nhiều nấm lắm rồi nè chị Lụa ơi. Ủa, chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Chị Lụa đi lạc rồi sao? Làm sao đây? Có người kia, ai cho người hái nấm trong đất của ta? Ôi, nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào bắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vào đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ đây, con lại đi chọc phá cái con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ, con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi, đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc, tôi không định đập về nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mẹ. Cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu, xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy ngươi cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì ngươi chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Bài hát vậy sao nó ngủ được? Phải hát vậy mà. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Ngủ đi à, quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ơi, cò bay lạ, lạ bay, bay lạ, bay từ, là từ cửa mũ. Quay ra, ra cánh đồng. Tình tình tan là tan tình tình. Cô mình rằng, ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không. Con người này hát hay quá, quỷ nhỏ ngủ rồi. Người à, hãy dạy cho ta hát hay như người đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lưu, ơi bạn ơi. Là a i a đồ nàng.
bông rồi lại mây bông, là a i a đồ nà, bông rồi lại mây bông. Rồng trắng lên mây, có cái cây lúc lắc, có nhà thì chim hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, Phú ông Phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị ở lại với em đi. Chị hát hay, lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta. Người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà Phú ông rồi. Ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho ba nhé. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau về đi. Tối vợ ta sẽ ra về rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đón người đến dạy hát, sao người lại bỏ chạy? Tại người làm ta bất ngờ quá mà. Tay của người ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Người đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao có người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Người dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lông cổ xuống. Người hát gì vậy? Ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Chị ơi, chờ với em đi. Tránh ra, cái đồ gớm ghiếc này. Đây không phải chị hát hay, đây là con gái Phú ông. Cả nhà họ hay bắt nạt chị hát hay đó. Tôi cũng hát hay mà, tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. À!
chúng tôi đi. Tha chúng tôi đi. Không dám nữa đâu. Trả lại cái bưu lạnh tinh của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người nào. Ta không lấy đâu. Ta ngớ rồi. Tôi xin bà, tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái búa trên trang đi. Làm ơn. Ngươi thật xấu tính. Dám lừa ta đi lấy cái búa sao? Ta không cần đồ của con người. Trả lại hết cho con người. Ta không muốn cái búa xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái búa trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái búa xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái búa xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái búa trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nhỏ xấu tính đó. Dám lừa lời quỷ chúng ta, nên phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Ông rồi, giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Ngày xưa ngày xưa, có anh chàng Bần khỏe mạnh, tháo vát. Vì yêu mến nàng lụa, con gái Phú Ông, nên chàng nguyện làm không công cho nhà Phú Ông suốt 3 năm liền. Nàng lụa thấy chàng thật thà chăm chỉ nên cũng sinh lòng thương mến. Chàng nghỉ tay uống miếng nước rồi làm tiếp. Ở đây đông người như vậy mà cô lụa chỉ đặc biệt đưa nước cho cậu Bần thôi sao? Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày có thể cưới nàng làm vợ. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nàng. Thiếp tin chàng. Đánh thật đau cái thằng Bần cho ông. Nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà Lành. Kìa cha ơi, cha đừng đánh anh Bừng nữa. Dừng lại. Hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay, nhưng mà con thương em lụa thật lòng mà. Không nhân nhị gì hết. Mày nghèo còn dám đèo cao, ông đi khinh. Cha cảnh cáo con, không được hẹn hò gặp mặt thằng Bần nữa, nghe chưa? Kìa cha. Ông đã hứa sẽ gả em lụa cho con. Nếu con làm công cho ông đủ 3 năm mà, nay cũng đã đến ngày hẹn rồi. Im ngay. Con của ta là cành vàng lá ngọc, phải lấy nhà giàu hay quan lớn kìa. Ngươi đừng hòng mơ mộng. Kìa ông, xin ông giữ lời hứa gả em lụa cho con. Con nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu. Thôi được, muốn cưới con ông à? Cũng dễ thôi, trừ khi ngươi sắm được mâm cao cổ đầy, đãi cả làng một bữa no say, ta sẽ gả con cho. Còn không, đừng có mơ. Cha, nhưng cha đã hứa với anh Bần, nên
Con cũng thương anh ấy. Thằng Hầu đâu? Dẫn cô lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đãi cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng Bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi. Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh Bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà, tốt bụng có tạo ra cơm ăn, vàng bạc được không? Vậy nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác xơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền để hỏi cưới em lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu, chàng Bần ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng lụa, con gái của phú ông. Đốn củi thế này, biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi, bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế? Lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không? Sợ bi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ, cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy? Hả? Dạ, dạ thưa cha, không có gì ạ. À. Nhà ngươi dám? Trả lại cho ta, trả lại cho ta mau. Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Hầu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì.
Lẽ nào cây này có yêu tinh? Dạ tiểu thư, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là Mộc Tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là Mộc Tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Hoàng hoàng, chàng tiều phu, hãy nghe ta nói. Ta là Mộc Tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta? Ta quá phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người Phạm Như Mi lại có sức khỏe như vậy, làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi, Ngọc Hoàng trách phạt. Này ta xuống trần gian trở thành Mộc Tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thân cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn. Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền để sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật có vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn gì, ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái, rồi đọc tên món ăn. Khi đó thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thấu cơm nóng và một con gà quay. Ôi đúng là mâm thần thật rồi. Mộc Tinh, ông cùng ăn nhé. Bẩm ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bẩm ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới con Lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hội cưới em Lụa. Ôi chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hội cưới? Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Rễ hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hội cưới em Lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để bao hỷ, sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu Bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô Lụa đó bà con ơi. Cậu Bần nhìn thế mà giỏi quá, thôi nhanh chân lên chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con,
Hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đại cổ báo hỷ, xin phép được hỏi cưới cô Lụa, con gái của Phú Ông. Cậu bận thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu bận? Dạ thưa bà con đừng vội ạ. À. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. À. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à ngang. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần, hãy cho ta mâm cổ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu, cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thần, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cổ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào. Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà, làm bỏ cả buổi trời không cài cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà. Có Phú Ông và em Lụa đây làm chứng, có đúng không ạ? À? Đúng mà, các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo, còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu? Đánh nó cho ông, cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa, ức mình, làm mất cả buổi cài của người ta, thiệt tình. Cứ tưởng được anh cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con, hãy tin tôi đi mà. Tin nè, tin nè, tin nè. Tao không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thớ cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh, hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không hóa ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, Phú Ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Người khờ quá. Ở đây là mâm giá, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho ngươi đúng là mâm thần. Ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mì thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng, để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó? Bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi, con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ giận, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khùng lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô Lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi, khi đó cái cây chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Con quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu.
Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cùng uống miếng đi. Con quái vật này quá to lớn, ta phải làm sao bây giờ? Hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy đây. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông, con đâu cần ngựa để làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần có thể ị ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ ị ra vàng cho người. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sao? Con biết rồi thưa cha. Bẩm ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám vác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi nó ra khỏi cho ông. Kìa cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, người nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa, mời ông xem qua. Vàng này cũng được á, nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. À, cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên số vàng này quá ít, nếu người có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến, mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Quái lạ, chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ị ra được vàng. Được lắm.
được lắm. Vàng của ta đâu? May quá, người thần vẫn ở đây. Người thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, ngựa thần. Ui da! Ngựa thần, thế này là sao vậy? Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá. Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi? Là ông đã lấy cắp mâm thần, giờ còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Mấy đứa hầu đâu? Thằng bằng du quan giá họa cho ông. Đánh rồi đuổi cổ nó ra ngoài mau. Đừng cha ơi, tôi xin cha đừng đánh thằng bằng nữa mà cha. Con xin chịu đòn cùng với chàng Bừng. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày. Nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ vật báo đều ở trong tay phú ông ta. Cục cưng, cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của chàng Bần. Chàng lại bị oan rồi chàng Bần ơi. Mình phải đi tìm chàng Bần mới được. Shh, im lặng nào. Ai đó? Ai dám trộm ngựa của ông? Thằng hầu đâu? Làm gì đó? Mau xuống ngựa cho cha. Con xin cha, hãy để con trả ngựa lại cho chàng Bần. Láo, ngựa nào của nó? Thằng hầu đâu? Đỡ cô lụa xuống cho ông. Lụa, lụa, con có sao không? Một tin, ông có ở đây không? Chào chàng tiểu phu. Sao rồi? Người có thích ngựa thần mà ta tặng không? Ta đã hỏi cứ được người mà ngươi thương chưa?
Phú ông lại tráo lấy ngựa thần của ta rồi. Ta cũng chẳng cưới được người ta thương. Tội nghiệp chàng trai. Mộc Tinh, xin ông hãy giúp ta thêm một lần nữa. Con gái, vậy ăn chút gì cho khỏe đi con. Thầy Lan đã nói rồi, con bị ngã ngựa, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Ráng ăn uống bồi bổ thì sẽ mau khỏi. Con xin cha, cha hãy trả ngựa và mâm thần cho chàng Bần được không cha? Cũng do nó mà con mới bị ngã ngựa. Con mà nhắc tới tên nó hả, cha sẽ sai người đi đánh chết đó luôn. Cha, thôi được, con sẽ nghe lời cha mà. Muốn ta giúp người cũng được. Ta còn một báu vật cuối vô cùng lợi hại, có thể giúp người lấy lại những gì đã mất. Nhưng đổi lại thì... Nếu ông có thể giúp ta thêm lần nữa, ta nguyện làm mọi điều mà ông yêu cầu. Thật ra ta đã tu luyện gần 300 năm. Nay sắp đến thời khắc có thể khôi phục tiên khí trở về thiên đình. Nếu người có thể giúp ta canh gác liên tục 2 ngày 2 đêm, không cho bất kỳ con vật hay yêu ma nào phá rối, ta hứa sẽ giúp người. Ông yên tâm, ta nhất định dùng cả tính mạng để canh gác cho ông. Tiền khí lúc mới hình thành sẽ thu hút nhiều quái thú. Người hãy cầm lấy chiếc lá này, nó có thể giúp người trong lúc nguy khôn. Cảm ơn ông, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Chắc ông Mộc Tinh sắp tu luyện xong rồi. Con gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tiên, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một báu vật to no. Ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của báu vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Ây cha, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bần, cẩn thận. Ông ơi, cứu con. Chuyện gì vậy?
Sao? Tự dưng hay ghét trồng cây cuối như vậy mà nói tụi bay bắt thằng Bần ra ngoài mà. Không phải, con trông mặt quá ông ơi, cứu con. Thằng Bần nó quá phép đó ông ơi. Đây là cây gậy thừng. Nếu ông không trả lại phong thừng và ngựa quý đã lấy cắp thì đừng sát tôi. Gậy thừng, ngươi đừng học võ ta. Ôi, chóng mặt quá, mau thả ta xuống. Con gái, mau kêu thằng Bần thả cha xuống mau. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha. Ê, trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mâm thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống. Ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được. Trời ơi, xây sẩm cả mặt mày. Cha, cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mâm và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tác thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông, nhớ lời Mộc Tiên đã dặn. Từ đó về sau, vợ chồng chàng Bần nàng lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng. Nhà tá điền nọ có 2 người con, người anh tên Toán, người em tên Từ. Toán đã có vợ, Từ vẫn còn độc thân. Người cha bệnh nặng nằm liệt giường, Từ luôn bên cạnh chăm sóc. Từ à, con phải chăm sóc cha ngày đêm, cực cho con quá. Chỉ cần cha khỏe mạnh là tụi con vui rồi, cực khổ mấy con cũng chịu. Cha đã già yếu, chẳng sống được bao lâu nữa. Đâu, Đen, tụi mày làm gì cho cha vui, để cha nhanh khỏe đi. Hai tụi bay vô đây phá gì vậy hả? Tụi nó chỉ làm trò cho cha vui, chị đừng mắng mà tội nghiệp. Ây da, ông làm tôi hết hồn hà. Cha già rồi, khỏe sao nổi nữa. Trời ơi, thằng Từ ngày nào cũng ở bên chăm sóc thủ thỉ với cha. Coi chừng mấy bữa nữa cha mất, gia tài á để lại cho nó đó. Từ nay á kêu thằng Từ ra đồng, cha muốn trăn trối gì ông nghe cho đủ, không á mình lại thiệt à. Ờ, bà nói cũng phải, để tôi nói thằng Từ. Hai con xấu xí này, dám nghe lén vợ chồng tao nói chuyện hả? Từ hôm đó, vợ chồng Toán dành việc ở nhà chăm sóc cha già, bắt Từ ra đồng làm việc. Tụi bay chờ tao với. Ha ha, cày nhanh lên để tao còn về với cha. Con gọi thằng Từ về đây để cùng nghe cha dặn dò. Bà nó ơi, ra đồng gọi thằng Từ về cho cha gặp, nhanh lên. Mình ở đây nghe cha dặn, ngu gì mà gọi thằng Từ về ghé. Đợi mãi mà không thấy Từ về, người cha đành gọi Toán lại trăn trối. Cha cho vợ chồng con ngôi nhà, 2 con chó với mảnh đất ở mé rừng mà cày cấy. Em con chưa vợ, cho nó con trâu và mảnh ruộng gần đình.
để nó cải cấy kiếm tiền cưới vợ. Các con phải luôn yêu thương nhau. Cha ơi, cha đi rồi sao cha? Cha ơi, sao cha cho vợ chồng con hết vậy cha? Sao bà còn ở đây? Tôi phải ở nhà nghe cha trăn trối chứ. Đó, ông thấy không? Cha thương thằng Từ hơn, để lại trâu và ruộng tốt cho nó. Cha ơi, cha chia lại đi cha. Em thấy nóng ruột quá nên chạy về. Cha sao rồi anh? Cha chờ em mãi mà không được. Cha đi rồi. Cha ơi, cha, cha ơi. Ông tính nói sao với thằng Từ? Thì nói như cha trăn trối thôi. Tôi với ông phải lo sinh con đẻ cái, rồi thờ phụng cúng dỗ cha mẹ. Ông nhận mảnh đất cằn ven rừng thì cạp đất mà ăn à. Ừ ha, thằng Từ nó chưa vợ con gì, sức dài dai rộng, nó phải lãnh phần cực hơn mình chứ. Cha có dặn anh lãnh phần thờ phụng cha mẹ, nên cha để cho anh căn nhà, con trâu và đám ruộng gần đình. Còn phần em, hai con chó và mảnh đất ven rừng. Dạ, cha dặn như vậy thì em xin nghe. Chú khỏe mạnh lại chăm chỉ, làm gì chẳng được. Tụi mày theo tao chịu khổ rồi, không có việc gì khó hết. Nào, vào rừng kiếm cây về làm cái chòi che nắng che mưa thôi. Dũng chẳng tính toán, từ cùng hai chú chó đến miếng đất ven rừng kiếm kế sinh nhai, sống cuộc đời bình dị. Tụi mày nhanh lên, không trời tối là mọi cho hổ dữ đó. Chú đổ nổi tụi nó đâu? Trời ơi, cái móng của tôi à. Mày đừng sợ, tao không làm hại mày đâu. Để tao giúp mày con vết thương nào. Tụi mày đừng làm nó sợ. Nó nhỏ xíu à, lúc nãy nghịch phá tụi mày chút thôi, đừng có để bụng nữa. Tội nghiệp mày quá, cả thợ săn đúng là độc ác. Rồi, tao đã buộc lá thuốc, vài bữa nữa mày lại khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng đi chọc ghẹo khắp nơi được rồi. Mày về nhà với anh em đi, nhớ phải cẩn thận đó nha. Đen, Nâu, mình cũng về nhanh làm nhà thôi. Con người đó thật tốt bụng. Tụi mày đừng có sợ, mình không làm hại ai thì cũng không ai làm hại mình đâu. Tụi mày chờ khoai nguội rồi ăn, không là rụng răng luôn đó. Tao sẽ cày đất trồng lúa ở bên phía đất mềm, còn chỗ nhiều sỏi đá tao trồng chuối. Nãy vô rừng á, tao nhìn thấy nhiều chuối lắm. Mình bứng cây non về trồng là có một vườn chuối rồi. Tụi mày thấy sao? Tụi mày đói lắm rồi phải không? Đi từ sáng tới giờ rồi, tao nhường tụi mày củ khoai còn lại đó. Từ từ mà ăn nghe. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Châu ơi, à không, chó ơi, ta bảo chó này, chó ra ngoài ruộng, chó cày thay trâu. Cây cày nối nghiệp nông gia, ta đây chó đây, ai mà hoàn công. Đất ở đây khô cằn, chó ăn đá, gà ăn sỏi, mà người kia cũng đến đây cày cấy. Nhưng mà hắn ta nhìn cũng khỏe, dịu dài đó. Hát cũng hay nữa, nghe thật sướng tai. Nhìn chó đi cày thấy trâu của kìa. Được nhiều lắm nhiều kiện. Đâu chó kéo cày, đâu chó kéo cày. Hết kéo cày thì chút lại đi đào hố trồng cây kìa. Người này khổ quá, trâu không có mà cày, cuốc cũng không có để mà đào đất, phải dùng chó để thay. Bàn tay tao làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tụi bay đừng có chê cười. Đen, Nâu, tụi mày ra kia nghỉ ngơi, để con làm cho nhanh. Nhờ từ cùng con Nâu và con Đen chăm chỉ làm lụng, mảnh đất khô cằn sỏi đá đã thành ruộng lúa xanh ngát triệu bông, và vườn chuối trổ buồn sắp được thu hoạch. Mình đúng là không phụ công cha tin tưởng. Tụi mày cũng giỏi lắm, không có tụi mày phụ tao, không thể nào làm được vậy luôn. Chuối ngon quá, thơm quá. Tao đừng chờ nha. Tôi chẳng có làm không. Nhiều lắm thế, ai cho tụi mày ăn chuối của chủ tao? Tụi mày muốn ăn, tao sẽ chặt cho dài buộc. Đừng có phá hết vườn chuối của tao. Tao mang ra chợ bán còn có tiền làm chỗ cha. Thôi vốn trồng chuối dù sao cho tụi mày ăn ké nữa. Đây là người cứu chúng ta khỏi thợ săn độc ác. Còn hai lá ruốc băng bó vết thương cho con nhanh lành nữa. Người này thiệt tốt, người này thiệt tốt. Thấy Từ hiền lành tốt bụng, bầy khỉ thường đem nhiều đồ ăn đến cho anh, cho đến một ngày. Tụi mày không thích ăn rau chứ gì? Vậy để tao ăn. Rau này lũ khỉ cho, ngon lắm á. Sau này tao ăn xong tao thấy buồn ngủ quá. Tao ngủ một chút đây. Tụi mày lo canh lúa nha. Không biết ăn phải loại rau gì mà Từ lăn ra ngủ say như chết. Lay mãi không dậy. Cho chúng ta xin mấy buồn chuối đây. Chuối của nhà ngươi ngon lắm. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Có người ăn trộm lúa kìa. Chúng ta ăn hết vườn chuối của ngươi rồi. Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức. Con người này chết rồi. Chúng ta hãy làm phước, mang con người này đi chôn đi. Đây là con người rất tốt bụng. Tội nghiệp hai người quá. Nếu không chê thì hai người có thể nhập bọn với chúng ta. Đến chôn người này ở đâu nhỉ? Hầm vàng hay hầm bạc? Chôn mới hầm bạc cho gần đi. Chôn mới hầm vàng á, ở đó đẹp hơn. Được rồi, vậy người này rất tốt bụng nên sẽ chôn người này ở hầm vàng. Các ngươi nhanh chân lên. Nâu Đen có phải không? Mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy? Tao ăn trúng đầu ngủ ngon rồi ngủ say như chết, nên bày khỉ cho tụi mày mang đi chôn có đúng không? Ây da!
vàng. Tôi đang mơ có phải không? Vàng nhiều quá. Thôi, như vậy là đủ rồi. Lấy nhiều quá, tao không biết làm gì. Tụi mày nhớ đường về phải không? Mau đưa tao về nhà đi. Có khi nào nó về đòi chia tài sản không bà? Nó muốn chia lại tài sản thì phải bước qua xác tôi. Xác bà mà kêu thằng Từ bước qua e hơi khó đó nha. Anh chị có khỏe không? Khỏe để đánh nhau với chú hả? Chú về đây làm gì? Dạ, em đã thu hoạch xong mảnh ruộng gian rừng, bán được ít tiền về gửi anh chị làm vỗ cho cha. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện tiền nông á là chị dễ lắm, ai đưa là chị nhận à. Em còn tính hỏi chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện trâu nữa. Chú đòi chia lại tài sản phải không? Dạ không, em có chút vàng tính nhờ anh chị giúp em tậu nhà, tậu ruộng, tậu trâu. Sao chú có nhiều vàng vậy? Hay là cha giấu vàng ngoài ruộng? Dạ, làm gì có. Chuyện là như vậy nè. Chú Từ nè, lâu nay á anh chị lo cho chú lắm, chú vất vả quá. Anh chị tính vậy, năm nay chú về lại mảnh ruộng bên đình mà cày cấy, để anh chị ra mảnh đất ven rừng làm thay cho chú, được không? Anh chị mang theo con nâu và con đen ra đó để canh trộm, với lại á chúng cũng thạo việc ngoài đó hơn con trâu nhà này. Dạ, anh chị nói vậy thì em xin nghe. Thì hát đi, phải hát to lên mới dụ tụi khỉ tới được. Cây đồng đang bụi ban trưa, mồ hôi thanh thoát như mùa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Trời ơi, ai hát mà nghe kinh khủng vậy trời? Nhìn tụi nó sợ quá ông ơi. Bà cứ bình tĩnh, tôi tưởng tụi nó phải sợ bà chứ. Người kia chết rồi, lại có thêm hai người khác đến. Chúng ta về với cậu Từ đây. Chó mà đòi chơi xương. Sao tụi khỉ gió không mang rau, mang thịt cá đến vậy ta? Mình nằm ra đây giả chết cho nhanh. Cây rau đó ăn vào mình ngủ say như chết rồi biết tụi nó khiêng mình đi đâu. Ý này hay à nha. Hai người này yếu quá, mới mấy hôm đã lăn ra chết rồi. Không bằng người kia cho chúng ta ăn bao nhiêu chuối rồi mới chết. Người này chết thiệt rồi, người này chết thiệt rồi, lại phải mang đi chôn nhanh thôi. Chôn ở hầm vàng hay hầm bạc? Chôn ở hầm vàng với người kia. Người này nặng quá, chôn ở hầm bạc cho gần nè. Đừng chôn chúng ta ở hầm bạc. Chôn ở hầm vàng với ngay xưa quá. Giật mình hoảng sợ vì ngỡ người chết sống dậy, bầy khỉ tung hai vợ chồng lên cao rồi bỏ chạy. Vợ chồng Toán vì tham lam mà bỏ mạng trong rừng sâu. Từ chào mãi không thấy vợ chồng anh trở về nên ở lại giữ nhà thờ phụng cha mẹ.
tiếp tục chăm chỉ cày bừa. Người ở hiền thường gặp lành, lại lao động chăm chỉ nên gặt hái được thành quả xứng đáng. Người con tính tham lao rốt cuộc chỉ thiệt thân. Thuở ấy, buôn làng Mơ Nông lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ. Người Mơ Nông sống bình yên giữa những dãy núi cao hùng vĩ. Bên dòng thác Bức So, ngày đêm reo vui tung bọt trắng xoa. Rẫy lúa ăn cả bon mới hết, ná to bắn cả bon mới nổi, ché rượu cả bon uống mới nhạt, làm rẫy cùng chung một vạt, làm nhà cùng chung một bon. Gia Lan, nay ông thả trâu ở đâu vậy? Ta thả trâu ở bìa rừng gần chân núi. Vậy để tôi dắt trâu đi thả giùm ông, chiều tôi sẽ đưa chúng về. Ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Cái bụng ta muốn ở nhà, nhưng cái chân ta không có muốn. Ta vẫn còn khỏe, chân ta vẫn dẻo dai như con nai con hươu trong rừng. Vậy tôi vào rừng kiếm củi, hái rau quả đây. Chim rinh đẻ trứng thì hạn, chim rang đẻ trứng thì trời âm u, gà rừng đẻ trứng thì rẫy đốt không cháy, chim clang đẻ trứng thì lúa sẽ bị lép. Núi rừng thật đẹp làm sao. Buôn làng mình ở xa xa kia thật đẹp làm sao. Voi ngoan, tao biết mày sẽ ở ngay dưới đây đỡ tao mà. Bây giờ mày hãy bẻ những cành cây khô kia xuống để tao lấy củi về đun nấu nha. Củi đã bục chặt, người đã đầy rau quả, chúng ta về làng thôi. Chó con, mày thoát nạn rồi. Từ nay mày đừng chọc giận hổ dữ nha, nó sẽ ăn thịt mày đó. Tạm biệt mày nha, chó con. Mày nhanh chạy về với đàn của mày đi, cha mẹ của mày đang chờ mày đó. Mày không có đàn hay cha mẹ sao? Vậy mày cũng giống tao rồi. Mày có thể theo tao về buôn làng làm bạn. Ở đó mọi người tốt lắm, không ai làm hại mày đâu. Được rồi, tụi mình về làng thôi. Bên kia những dãy núi cao trập trùng, rất xa xôi là kinh thành của vua Brum bạo ngược, hung ác, tham lam, chuyên sai quân đi cướp bóc khắp nơi. Ta nghe nói phía sau ngọn núi đó là những buôn làng Mơ Nông giàu có. Người hãy cho quân lính đi tìm hiểu rồi về báo cho ta biết. Thưa đức vua Rum vĩ đại, thần xin nghe lời người. Hey, mày bắt được nó ở trong rừng sao? Tôi thấy nó không có cha mẹ giống tôi nên đưa nó về làm bạn. Lát nữa tao sẽ đưa mày đến chỗ này vui lắm. Mày thấy thác nước của buôn làng tao đẹp không? Nước mát lắm, mày xuống tắm đi. Bơ Đàm Ri, mày có dám nhảy xuống nước không? Dám chứ sao không?
Đâm đi thật là dũng cảm. Lại lặn giỏi và bắt được cá lớn nữa. Cứu, cứu, cứu. Mày là trai làng gì mà dở ẹt vậy? Không biết mày bơi là sao trai hả? Làng mà mày không biết bơi hả? Làm sao mà lặn ngực bắt cá giỏi như tao được? Không sao, nếu mày muốn tao sẽ tập bơi cho mày. Ai cần mày dạy bơi? Mày ý mày giỏi được mọi người khen ngợi cái mày lên mặt với tao. Tao không có ý đó đâu. Không ai coi mình ra gì hết trơn. Trời ơi, đáng ghét mà. Tất cả mọi người trong làng này ai cũng thấy ghét hết trơn á. Ai ôi thật là đáng ghét. Đi theo nó sẽ giúp chúng ta chiếm được buôn làng này, mang của cải về cho vua Râm Vĩ Đại. Mình không thèm chơi với bọn nó nữa, toàn lũ đáng ghét mà. Đứng lại đó. Cái người là ai? Ta là tướng quân của vua Râm Vĩ Đại. Vua Râm sao? Ở đất nước xa với chúng tôi mà, sao quân lính của ông ta lại tới đây? Định trốn sao? Xin ông tha mạng. Tôi biết ông vua Brum của mấy ông, tôi không có dám chống đối đâu. Bọn ta ở rất xa nơi này, nhưng người vẫn biết được danh tiếng của vua Brum vĩ đại. Ngươi cũng giỏi lắm đó. Đi theo phục tùng vua Brum, ngươi sẽ được coi trọng và được thưởng công xứng đáng. Hả? Nhưng các ông tới làng tôi làm gì? Ta đến tìm hiểu xem làng của các ngươi có giàu có hay không, rồi sẽ lấy hết mọi thứ về dâng cho vua Brum vĩ đại. Nếu người đi theo giúp ta, sau khi chiếm được làng này, ta sẽ cho người làm gia làng. Lúc đó tất cả mọi người trong làng này sẽ phải kính sợ và tôn trọng ngươi. Đúng vậy, tôi muốn tất cả mọi người phải kính sợ tôn trọng tôi. Làng này ai cũng cười nhạo chê bai, không coi tôi ra gì. Nếu được làm gia làng, tôi hứa sẽ trung thành với vua Brum suốt đời luôn. Vua Brum chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều trâu bò, chiên ché. Vậy ngươi có biết làng này giấu vũ khí ở đâu không? Phải đề phòng bọn chúng chống lại chúng ta. Đấy, làng tôi trước giờ sống bình yên, không gây chiến với ai bao giờ. Làm gì có vũ khí mà giấu. Thưa đức vua Brum đáng kính, làng mà nông bên Thác Bút So rất giàu có. Họ có đàn voi đông đúc, rất nhiều trâu bò dê lợn chen nhau ăn cỏ trong rừng. Gà trống gái giang trời, gà mái đẻ con chạy khắp buôn làng. Nhà ai cũng có nhiều chiên ché, bắp lúa chất đầy kho, đời sống rất no đủ. Người giỏi lắm. Dân làng đó rất hiền, không có vũ khí để đánh lại chúng ta. Vậy người hãy dẫn thêm quân lính băng rừng đạp núi đến đó, lấy hết mọi thứ về đây cho ta. Nè, mấy đứa nhỏ không? Này ngủ giàu quá té bây giờ. Nốt hết cho ta. Ê, đi qua đây. Chúng ta hết mọi thứ rồi. Chạy đi. Không. Có chuyện gì vậy? Sao gia súc của buôn làng lại chạy vào rừng trốn? Trời ơi, hãy đưa tao lên cành cây cao nhất. Hãy đi. Lấy hết mọi thứ cho ta. Không có ai dám chống lại thì sẽ mất mạng. Có chuyện xấu xảy ra với buôn làng rồi. Mình phải về nhanh thôi Joy ơi. Đó là nhà của già làng. Nhà ông ta có rất nhiều trâu bò, chiên ché, lúa bắp chất đầy kho.
hoàng thất. Mày là con của buôn làng, sao mày lại dẫn giặc về đây cướp phá hả? Mày là con sâu con bọ làm hại dân làng. Lòng dạ mày độc ác như con rắn con rết. Mày hãy cút đi. Cút đi. Nó là anh em của tao. Nó đã hứa trung thành với vua Brum Vĩ Đại, không ai được đụng vào nó. Dân làng các ngươi hãy noi gương thằng chấp, hãy phục tùng và trung thành với vua Brum Vĩ Đại. Các ngươi cướp của, đốt phá buôn làng ta. Vua Brum của các ngươi độc ác, bạo ngược, hãy cút khỏi buôn làng chúng ta. Cút khỏi buôn làng ta. Cút khỏi buôn làng ta. Đây là nhà của thằng Dumbri. Nó nghèo nhất làng, trong nhà không có gì hết trơn. Vậy thì bắt con chó đốt nhà nó cho ta. Lũ giặc kia, ai cho tụi bay đến làng tao làm loạn? Mày là ai? Tao là Dumbri, người con của buôn làng này. Ai cho tụi bay đến đây cướp phá? Ai cho mày bắt chó của tao? Tao bắt theo lệnh của tướng quân vua Frum. Và lại có sao không? Chính thằng chập dẫn quân giặc đến đây cướp phá. Mày thật độc ác, dám làm hại buôn làng. Tụi giặc đánh Dumbri bị thương rồi. Nếu các người dám chống lại vua Brum thì sẽ đổ máu như nó thôi. Chúng ta không chống lại chúng được đâu. Chúng rất mạnh và hung ác. Nếu còn chống lại thì sẽ bỏ mạng đó. Tiếp tục cướp phá hết cho ta. Con bị thương rồi. Chúng ta không thể chống lại tụi giặc hung ác đâu. Tụi giặc thật độc ác. Bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây? Đúng rồi, giờ phải làm sao? Của cải thì bị cướp bóc, nhà cửa thì bị đốt cháy hết rồi. Tao phải làm gì để giúp dân làng đang khốn khổ đây? Mày đi hái lá thuốc về cho tao trị thương sao? Cảm ơn mày nhé, chó ngoan. Mày đừng sợ, tiếng hổ gầm ở xa lắm. Mày sợ tao gặp nguy hiểm sao? Tụi tao không bỏ rơi mày đâu. Chúng ta ngủ thôi. Sáng mai ta phải quay về buôn làng. Không thể để bọn giặc cướp phá như vậy được. Tôi sẽ bắt dân làng khuất phục và trung thành với vua Krum mãi mãi. Tao nhớ chứ. Mày rất giỏi mà. Tụi tao đã lấy được bao nhiêu thứ quý giá về cho vua Krum vĩ đại. Làng này sẽ là của mày. Nhưng lũ làng vẫn còn muốn chống đối, chưa chịu khuất phục. Phải làm sao cho tụi nó yếu đi, không còn nghĩ đến chuyện chống lại bọn ta nữa. Nếu đứa nào cũng khỏe và liều lĩnh như thằng Dumbri thì rất nguy hiểm. Cái chức già làng của mày sẽ khó mà giành được đó. Cái thằng đáng ghét đó, nó rất được lòng của dân làng. Tôi phải nghĩ cách mới được. Tôi nghĩ ra cách rồi. Hay, hay lắm. Kế này của mày rất hay. Vua Brum Vĩ Đại rất thích nơi này. Nhưng tiếng hát nước quá lớn sẽ khiến người ăn không ngon, ngủ không yên. Làng các người muốn yên ổn thì bây giờ hãy dỡ đá phía trên đỉnh thác, thả xuống dưới để ngọn thác thấp xuống và nước chảy êm tai hơn. Không thể làm vậy được. Như vậy là xâm phạm đến thác nước thiêng liêng. Làm sao mà dỡ đá cho dòng nước chảy êm được? Trời ơi, thác nước cao như vậy mà.
Bây giờ chúng ta lũ phải làm bao nhiêu lâu là độc ác mà. Không nói nhiều, các người muốn sống yên ổn thì hãy làm theo lệnh của vua Brum vĩ đại. Các người hãy lên phía trên ngọn thác và làm việc. Ai làm việc thì có gạo và muối để ăn, nếu không thì chết đói cả làng. Để dân làng không thể chống trả, lũ giặc dắt kiệt sức của dân làng bằng cách bắt dân làng phải làm việc cả ngày. Từ người trẻ đến người già, đàn ông và đàn bà, ai ai cũng phải làm việc cực khổ và nguy hiểm. Làm việc đi, đồ lười biếng. Các ngươi mà không làm thì sẽ chết. Già làng có sao không? Ông hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, để tôi làm cho. Tụi bạn thật độc ác, người già sao có thể làm việc cực khổ như vậy được? Thì cháu lớn khỏe mạnh như vậy, hãy đến dỡ những hòn đá lớn đi, để hòn đá nhỏ cho người già làm. Đừng chống lại tụi nó, nếu không làm chúng sẽ làm hại hết cả làng ta đó. Nhưng chúng bắt dân làng làm việc cực khổ cũng là muốn hại chết dân làng rồi. Cái bọn chống đối này cứ xích nó lại, bỏ đói nó vài ngày là nó sợ và ngoan ngoãn nghe lời thôi. Phải làm sao đi? Nhà cửa bị đốt hết rồi. Cha ơi, cha đừng chết mà cha. Già làng ơi, chúng ta không thể để bị ức hiếp như vậy được. Già làng hãy kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống lại lũ giặc. Làm sao mà chúng ta chống lại chúng được đây? Chúng ta phải bắt được tên tướng giặc. Nếu bắt được tướng giặc thì tụi giặc sẽ như rắn bị mất đầu, chúng sẽ sợ hãi mà rút quân. Cái tụi độc ác này như nấm mọc sau mưa. Bắt được tướng giặc này rồi sẽ có nhiều tướng giặc khác tìm đến thôi. Nhưng chúng ta phải đứng lên cho họ thấy dân làng không thể bị áp bức, bóc lột. Cứ như vậy dân làng sẽ chết mất. Dân làng chúng ta quen sống bình yên, no ấm, bây giờ phải chịu đói khổ. Sức khỏe thì suy kiệt vì phải làm việc quá sức. Cái bụng không đủ no, trong tay không tất sắt, làm sao đánh giặc? Nhưng nếu chúng ta cúi đầu chịu đựng thì cả làng cũng sẽ chết. Chúng ta phải đoàn kết đánh đuổi bọn giặc, dù có hy sinh nhưng chúng ta sẽ được tự do rồi xây dựng lại buôn làng. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Anh Đồng Phi, nó đang kêu gọi dân làng làm phản. Đứa nào muốn làm phản bước lên đây. Không được bắt nạt dân làng. Vì mày kích động làm phản mà dân làng bị đánh. Chỉ có thằng Dumbry muốn chống lại vua Frum, đúng không? Mày đừng có lì lợm nữa, hãy ngoan ngoãn như dân làng đi. Không bao giờ, ta phải giết ngươi. Bao người theo, cánh lên. Lần này nó chắc chắn rồi. Nó đã rớt xuống vực sâu rồi, chắc chắn sẽ không giữ được mạng. Vậy là loại bỏ được một tên muốn làm phản, bọn dân làng đó sẽ không dám chống đối lại chúng ta nữa. Mau quay về làng canh chừng cho ta. Chó ngoan, mày đừng kêu lên vậy, hộ sẽ đến bắt mày đó. Tạ ơn thần linh bảo vệ, con vẫn còn sống. Thật may là tụi giặc tưởng tao đã rơi xuống vực tan xác nên bỏ đi. Tao sẽ đi tìm người giúp đỡ buôn làng.
Người Mờ Nông khắp vùng núi này rất đông. Chúng ta còn có những dân tộc anh em khác, chắc chắn sẽ có người giúp làng tao đánh đuổi bọn giặc. Dạ ơi, có thể cho tôi xin một nắm cơm không? Cậu đói lắm sao? Ăn đi. Cảm ơn già. Tôi đã ăn rau quả trong rừng mấy ngày nay, hôm nay mới được ăn cơm. Già chỉ giùm tôi nhà của già làng này với. Mà sao làng vắng lặng vậy? Nhà già làng á, có mái cao nhất đó. Người làng vào rừng lên rẫy hết rồi. Già làng ở nhà canh lũ khỉ phá phách ăn trộm bắp. Vậy tôi chào già. Tôi đến gặp già làng đây. Cảm ơn già đã cho tôi ăn cơm. Cậu là ai? Có chuyện gì lại ghé làng ta vậy? Tôi là Damri, đến từ làng Bờ Nông bên thác nước Bức So. Làng của chúng tôi đang bị giặc của vua Brum đến cướp phá. Tôi đến đây cầu xin già làng hãy đến giúp làng chúng tôi đánh đuổi quân giặc. Hey, không được đâu. Vua Brum bên kia dãy núi rất là hung ác bạo ngược. Làng chúng ta không muốn mang giả đâu. Nếu quân giặc Brum chiếm được làng tôi, đến khi không có gì để cướp phá nữa, chúng sẽ tràn đến các làng khác để cướp phá. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết đánh đuổi quân giặc. Hey, làng chúng tôi xa như vậy lại nghèo đói, quân giặc chẳng có gì để cướp phá đâu. Cậu hãy đi tìm làng khác giúp đỡ đi. Đi đi. Nè, ta chỉ giúp cậu được vậy thôi. Cậu đi đường bình an nha. Cảm ơn già làng. Nếu ông thay đổi ý định, hãy đưa người đến làng tôi giúp đỡ. Không nản chí, chàng Damri cùng chú chó băng rừng lội suối, tìm đến nhiều làng người Mơ Nông và các dân tộc anh em khác xin giúp đỡ. Ai ai cũng sợ tiếng ác của vua Brum, nên không ai dám giúp đỡ làng của chàng Damri. Mày đừng sợ, có tao ở đây. Trời nắng quá. Nước mát quá. Mày phải uống nhiều vào nhé. Mày yên tâm, tao với mày ngủ trên cây thì sẽ không có thú dữ nào làm hại mình được đâu. Xin chào nữ thần mặt trời. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Chó ngoan, bắt lấy cá. Mày phải ăn cho no để theo kịp tao nha. Không biết dân làng sao rồi. Mình đã đi bao nhiêu lần mặt trời lên rồi xuống mà vẫn không có ai giúp đỡ. Buồn quá. Mình nhớ làng, nhớ mọi người quá. Chó ngoan thường rất ít sủa khi ở trong rừng vì sợ gặp thú dữ. Sao nay nó lại sủa ầm ĩ lên vậy? Chắc nó đang gặp nguy hiểm rồi. Mình phải nhanh tìm cứu nó. Thì ra là mày sủa bóng mày dưới nước, làm tao cứ tưởng mày gặp nguy hiểm chứ. Mày nhìn thấy không? Bóng tao cũng in dưới nước đó. Không có con chó nào dưới đó đâu. Thôi, mày đừng sủa nữa. Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi. Trời sắp tối rồi. Mày không đi là tao đi trước đó. Mày cứ ở đó sủa tiếp đi. Hổ dữ mà xuất hiện, tao không cứu nổi mày đâu. Là hổ thật sao? Tao nói mà mày không chịu nghe. Bây giờ phải làm sao đây? Mớ hổ. Tao không muốn đụng độ với mày đâu. Tao đang có việc gấp.
mày hãy tránh đường để tao đi. Chó ngoan là bạn thân của tao, mày đừng hòng ăn thịt nó. Chó ngoan, mày hại chết bạn thân của tao rồi, tao phải liều mạng với mày. Chó ngoan ơi, mày đâu rồi? Mày rất thích hồ nước này, giờ mày chìm xuống đó rồi, tao sẽ để mày ở dưới đó nhé. Cảm ơn mày đã dũng cảm cứu tao mà bỏ mạng, nhưng giờ tao lại chẳng thể làm gì cho mày được. Tao phải tiếp tục lên đường tìm người về cứu dân làng đây. Tạm biệt chó ngoan, bạn thân của tao. Tao sẽ tìm cách cứu những người vô tội, những con vật vô tội, để không ai phải mất mạng như mày nữa. Không có chó ngoan đi cùng, mình thật cô đơn. Tiếng sủa của chó ngoan đây mà, nó vẫn còn sống sao? Chó ngoan, tao tưởng sẽ không gặp lại mày nữa. Mày không bị thương sao? Lúc nãy tao thấy mày bị chảy máu rồi chìm nghiễm dưới hồ nước. Sao mày cứ sủa miết vậy? Mày không sợ hổ dữ quay lại ăn thịt sao? Không! Chuyện gì thế này? Sao răng hổ lại rụng hết vậy? Có phải vì hồ nước này nên mày trở thành mình đồng da sắt rồi không? Chó ngoan, mày thử cắn tay tao xem có chảy máu không. À, mày sợ bị gãy hết răng giống con hổ đúng không? Vậy thì tao phải liều thử xem. Cảm ơn mày đã cho tao biết về hồ nước thần. Chúng ta đều trở thành mình đồng da sắt rồi, không gươm dao nào có thể làm hại chúng ta. Giờ tao sẽ lấy nước vào bầu để dành khi cần mang ra dùng. Đúng rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về cứu dân làng. Chàng đâm ri băng rừng vượt suối, chàng quên cả đói khát, đêm tối cũng không ngủ để quay về cứu dân làng. Mày đói lắm rồi phải không? Tao nóng lòng quay về làng mà quên mất. Ô, tao đã làm rơi bầu nước rồi. Mày chạy theo tao mệt lắm phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nếu về trễ thì sẽ có thêm nhiều người trong làng bỏ mạng. Sắp tới mình làm già làng, có nhiều việc phải làm lắm đây. Phải bắt lũ dân làng vào rừng đốn gỗ về làm lại nhà, nuôi lại trâu bò dê lợn, lên rẫy trồng lúa trồng bắp. Rồi mình sẽ bắt cái lũ dân làng phải cống nạp cho mình. Lúc đó mình chỉ cần nằm chỗ ăn no uống say, ôi sung sướng quá. Ôi, lại có kẻ hầu người hạ nữa. Mùi khoai lang nướng thơm quá. Ê, tụi mày làm gì vậy? Chúng tôi đói quá nên mới lên rẫy móc được mấy củ khoai còi cọc về nướng ăn nè. Đúng rồi đó. Tụi mày chỉ chơi suốt ngày, cần gì phải ăn nhiều. Ông cũng đi chơi suốt ngày mà được ăn thịt uống rượu đó. Chạy tao, đưa cho tao củ khoai lớn nhất nhanh lên. Nóng quá. Leo, cái đồ tham ăn. Ông ăn nhiều nữa đi, rồi rụng hết cái răng. Cái miệng không nhai được thịt, không ăn được cơm nữa. Đáng đời. Tụi mày phải gọi tao là già làng. Leo. Tao sắp thành già làng rồi nha. Chạy đi. Lúc đó tao sẽ trừng phạt tụi mày. Tao sẽ bắt cha mẹ tụi mày làm việc nhiều hơn nữa.
rồi tao không cho nhà tụi bay gạo muối, cho tụi mày chết đói luôn. Ông là tay sai cho quân giặc, đồ phản bội dân làng, ông sẽ bị thần sấm, thần sét trừng phạt. À, tướng quân vẫn còn ở đây á. Còn mày lại trốn đi đâu ngủ một giấc, giờ này mới ra đây hả? Dạ, tôi đâu dám, tôi mới đi ngang ngóng xung quanh. Của cải trong làng á, ông lấy hết trơn về kinh thành. Lũ làng làm việc cực khổ bao ngày qua, chắc không còn ai có sức chống phá nữa. Ông hãy rút quân đi, để tôi làm già làng dẫn dắt lũ làng trung thành với vua Rum vĩ đại. Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ ta phải đi xem những làng khác để về báo cho vua Prum. Làng này chẳng còn gì để lấy nữa. Làng này là của ngươi rồi đó. Nhưng ngươi nhớ, hàng năm phải cống nạp cho vua Prum vĩ đại của bọn ta đó. Tôi nhớ mà, nhớ mà. Ta về giết gà uống rượu rồi ngủ lấy sức đây. Ngươi ở đây canh chừng lũ làng của ngươi đi. Dạ. Lũ làng các ngươi, nghe ta nói đây, từ nay ta sẽ là già làng của các ngươi. Các ngươi phải nghe lệnh của ta, tất cả hãy trả lời ta. Các ngươi đúng là lì lợm, ta sẽ có cách trừng trị các ngươi. Lão già này, làm nhanh lên. Lão già yếu rồi, làm được mấy nữa. Cho lão ăn cho tốn cơm tốn gạo. Lão vào rừng đợi ngài về gặp ông bà tổ tiên đi. Ta sẽ làm già làng thay lão. Không được đánh già làng. Không được. Ta không chỉ đánh mà còn có thể lấy mạng lão ta. Dừng tay lại. Các ngươi không được đánh dân làng ta nữa. Đứa nào nói đó, bắt lấy nó cho tao. Mày là ai? Tao là Đâm Tri, người con của làng này. Tướng quân nói nó đã chết với Dực Thẩm rồi mà. Nhưng sao nó lại cao lớn, nước da như sắt như đồng, người lại khỏe hơn gấp bội thế kia. Đâm Tri hả? Nó còn sống sao? Đâm Ri thành thần rồi. Đúng rồi, bây giờ mới là cơ hội. Tôi biết rồi, giờ lại báo tướng quân thôi. Cút. Giỏi ngoan, tao đã về rồi đây. Mày hãy gom hết gươm giáo của tụi giặc để dân làng làm vũ khí. Hãy gọi những người bạn của mày đến cùng dân làng đánh đuổi quân giặc. Tao chạy về làng trước đây. Ê trời ơi, Đâm Ri còn sống. Đâm Ri còn sống. Còn sống. Đâm Ri sẽ cứu lại của chúng ta. Sao tụi mày lại về đây? Tụi mày phải ở ngoài thác nước canh chừng dân làng cho tao. Thằng Đâm Ri trở về rồi. Tụi bay đi nắng nên bị hoa mắt rồi sao? Chính mắt tao thấy thằng Đâm Ri rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Nó chết mất xác dưới đó rồi. Tướng quân ơi, nó đã trở thành thần, mình đồng da sắt, gươm giáo của chúng ta không thể làm nó bị thương. Tụi bay đừng có nói láo. Có da thịt nào mà chống được gươm giáo của bọn ta chứ? Tôi vẫn còn sống, trở về bắt ông phải chịu tội đây. Mày là thằng Đâm Ri sao? Mày thành thần thật rồi sao? Tao không tin là gươm của tao không thể làm mày bị thương. Mày lừa được quân lính của tao, nhưng không lừa được tao đâu. Sao có thể như vậy được? Tụi mày hãy xông lên giết nó cho tao. Xông lên.
không thể nào. Thành Đâm Ri, lẽ nào nó là con nhà trời? Ta không thể nào địch lại nó. Xin ông hãy cho tôi theo với Đâm Ri, mà nó bắt được tôi là nó giết tôi mất. Mặc kệ ngươi, tránh ra cho ta. Đâm Ri đã đánh được đường quân giặc rồi. Làm chúng ta đã được cứu rồi bà con ơi. Đâm Ri đúng là con của nhà trời rồi. Đâm Ri, quay ngô Đâm Ri. Đâm Ri, con đã cứu cả làng chúng ta. Quân giặc vẫn chưa chịu thua đâu, chúng sẽ chạy về nhờ vua Prum giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đã có vũ khí để chống lại quân giặc. Dân làng hãy cầm gươm giáo lên, đuổi theo diệt hết quân giặc để chúng không quay lại làng nữa. Chúng ta phải chạy về kinh thành, nhờ vua Prum cho thêm chi viện, quay lại làng giết thằng Đâm Ri. Chúng ta phải lấy mạng của nó mới được. Sao mọi người đứng im đó vậy? Hãy cầm gươm giáo lên, cùng tôi đánh đuổi lũ giặc. Dân làng đói khổ bao lâu nay, giờ chẳng ai còn sức cầm gươm đánh giặc nữa. Nếu đuổi theo lũ giặc, lỡ đâu chúng quay lại trả thù cả làng, làm sao mà tha được? Sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy, bọn chúng rất là độc ác, hung hãn. Vậy thì chúng ta càng phải đuổi theo diệt giặc, để chúng biết dân làng ta không sợ chúng. Chúng bị đánh tan tác sẽ không dám quay lại lần nữa. Nhưng làng ta có cậu là dũng sĩ đánh giặc rồi. Tôi giặc sợ cậu rồi, không có dám quay lại đâu. Dù tôi mình đồng da sắt, nhưng không thể chống lại bọn chúng mãi được. Tại sao cậu lại trở thành mình đồng da sắt như vậy? Thưa già làng, tôi đã tắm ở một hồ nước thần kỳ trong rừng sâu. Phải đi liên tục 7 ngày 7 đêm mới gặp hồ nước đó. Tôi có mang theo một bầu nước về, nhưng lại làm rơi dọc đường. Hồ nước thần sao? Có nước thần kỳ đến vậy sao? Tôi sẽ dẫn dân làng đến đó, chúng ta cùng tắm nước thần. Nếu bọn giặc quay lại, cả làng ta sẽ cùng nhau đánh giặc. Tôi không dám đâu, cậu là con nhà trời, tắm nước. Thì ra nó đã tắm hồ nước thần nên mới có mình đồng da sắt như vậy. Tướng quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Đúng rồi đó tướng quân ơi, chúng ta đã chạy được khá xa rồi. Thằng Đâm Ri chắc không đuổi theo kịp nữa đâu. Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức rồi đi tiếp. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng gió dập. Thằng Đâm Ri đuổi đến nơi rồi. Chạy tiếp thôi. Lũ giặc kia, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Đâm Ri mãi miết đuổi theo quân giặc, không hề biết mệt, không hề biết đói. Chàng đuổi theo chúng 7 ngày 7 đêm, băng rừng đạp núi qua tận kinh thành của vua Prum. Mau mở cổng thành cho ta vào gặp vua Prum. Các người hãy đóng cổng thành lại, không được cho bất cứ ai vào thành. Có chuyện gì vậy tướng quân? Ngài đang bị truy đuổi sao? Buôn làng bên kia dãy núi, nguy hiểm vậy sao? Buôn làng đó có nguy hiểm mấy cũng không thể kéo cả làng sang đây đánh chúng ta được. Không phải cả làng, chỉ có... Các ngươi đừng có nhiều lời, lo canh gác đi. Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta là Đâm Ri, người con của buôn làng Mơ Nông, sống cạnh thác Bức So bên kia dãy núi cao. Ta muốn gặp vua Prum của các ngươi. Mày biết vua Prum là ai không mà đòi gặp mặt? Mày đến xin vua của chúng ta tha cho dân làng chúng mày đúng không? Một mình mày thì làm được gì? Cút về làng của mày đi. Chính ta là người đã đánh đuổi tướng quân và đám quân của ông ta về tận đây. Các ngươi đừng hòng cản đường ta. Chỉ có mình thắng ta mà đánh cho tướng quân chúng ta thảm hại như vậy, còn đuổi về tận kinh thành nữa. Vua Prum, hãy mở cổng thành cho ta vào gặp ông. Ngươi không được làm loạn ở đây. Thưa đức vua Rum vĩ đại, ngươi là tướng quân của ta sao? Sao nhìn ngươi thê thảm vậy? Đám người nào đã hại ngươi ra thế này? Thưa đức vua, chỉ có một tên Đâm Ri, người làng Mà Nông bên dòng thác Bút Sơ thôi.
chỉ có một tên thôi sao? Ngươi là tướng quân giỏi nhất của ta mà lại chịu thua sao? Nó là người trời phái xuống giúp người mà nông đó. Hả? Người trời? Nó bị tôi dồn vào chỗ chết mà không chết, rồi quay lại hiến ngang như một vị thần. Chúng tôi không đánh lại nó, dao gươm đụng vào da thịt nó là gãy vụn hết. Ngươi đừng nói lâu, không ai có thể mạnh hơn ta. Thưa đức vua, thằng Nam Ri đang phá cổng thành vào gặp người. Gươm giáo của chúng tôi đụng vào người nó là gãy vụn. Mang thêm quân lính ra bắt nó cho ta. Trăm quân không bắt được thì ngàn quân. Dạ. Thấy Đam Ri chỉ có một mình, lão Rum Rum độc ác liền xua cả trăm quân lính ra bao vây hòng bắt sống chàng. Ra ngoài bắt sống rồi vợ chú Rum Rum chỉ đại thị tội. Hãy gọi vua của các ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta không được mang quân đến cướp phá làng của chúng ta nữa. Đúng là châu chấu đá voi, ngươi chui vào hang cọp rồi. Dù ngươi có mình đồng gia sắt cũng không thể chống lại quân ta đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu trói rồi phục tùng vua Brum vĩ đại của bọn ta đi. Không bao giờ. Bắt sống nó cho ta. Anh đúng là người nhà trời rồi. Quân bay đâu? Tiếp tục sống lên cho ta. Ngươi cứ mang hết quân lính ra đây cho ta, ta sẽ đánh đến tên lính cuối cùng của lão vua Brum độc ác. Thưa đức vua Brum. Đừng thưa gửi dài dòng nữa. Ngươi đã diệt được tên Đâm đi đó chưa? Nó chắc chắn là người trời rồi. Quân của chúng ta ra, trăm quân bị diệt cả trăm, ngàn quân bị nó diệt cả ngàn, vũ khí hư hỏng rất nhiều. Các ngươi là đồ vô dụng. Đích thân ta sẽ dẫn quân ra bắt nó. Chuyện này mà để các vua nước khác biết thì ta không còn mang tên vua Brum vĩ đại nữa. Vua Brum vĩ đại của chúng ta đích thân ra trận, lần này thì thằng Đâm Ri không thoát được đâu. Tất cả bao dây xung quanh nó cho ta, từ từ siết vòng dây, một con kiến cũng không để lọt ra ngoài. Ông trốn trong cung điện như con chuột trốn trong hang. Ông không được đưa quân sang cướp phá buôn làng của ta nữa. Mày có là thần thánh hay người trời cũng không cản được gió ngựa của quân ta đâu. Hãy đưa ta chịu trói đi. Ta dù bỏ mạng ở đây cũng sẽ cản các ngươi đến cùng. Hãy để dân làng của chúng ta được sống yên bình. Đích thân ta phải ra tay thôi. Mau bảo vệ đức vua. Gươm quý của ta. Đam Ri vẫn dũng cảm đánh nhau với quân giặc suốt mấy ngày liền. Tiếng gươm giáo da nhào vang khắp núi rừng, khắp nơi đều nghe tiếng và biết chuyện chàng Đam Ri dũng cảm đang chiến đấu với vua Brum và quân lính của ông ta. Trong khi Đam Ri vẫn dũng cảm chiến đấu thì con voi của chàng đã dần kiệt sức. Nó không đủ sức để đánh trả quân giặc và bảo vệ cho Đam Ri nữa. Giết chết con voi của thằng Đam Ri cho ta. Voi ơi, mày sao rồi? Mày đừng chết. Voi ơi, mày đừng bỏ tao. Thả ta ra. Thả ta ra. Rồi chặt nó lại cho ta. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ngươi thật to gan, dám đánh tan tác quân của ta. Giết chết hắn đi. Ta sẽ không giết nó ở đây. Phải đưa nó về buôn làng của nó. Giết nó trước mặt dân làng của nó để làm gương. Từ nay đừng bao giờ chống đối lại ta nữa. Người đúng là biết nhìn xa trông rộng đó, thưa đức vua Brum vĩ đại.
Không xong rồi. Mình đồng gia sắc như Đâm Ri còn chịu thua dưới tay lão vua ấy. Dân làng chúng ta bây giờ biết phải làm sao đây? Đâm Ri bị vua Brum Vĩ Đại trừng phạt. Lần này thì không ai dám đụng vào ta nữa. Ta chắc chắn sẽ được làm già làng. Giết nó cho ta. Đâm Ri, hãy đến chỗ xác nước mất so, chứ lửa trên người. Dân làng hãy tránh ra, khỏi chừng bị đốt cháy. Cấp, mày làm cái gì vậy? À, thưa Đức Vua Trương, tôi muốn giúp ngài giết tên Đâm Ri kia. Ngươi biết gì mà giúp, đã tài giỏi như vậy còn không làm được gì hắn. Hé, tôi biết thằng Đâm Ri, nó mình đồng gia sắc. Vì nó đã tắm ở hồ nước thần. Hồ nước thần sao? Ừ, đúng rồi. Chính tay tôi nghe nó nói cho dân làng biết mà. Nhưng mà hình như nó chưa có uống nước thần. Bên trong người nó chắc chắn cũng giống như chúng ta thôi. Thật sao? Vậy thì vẫn còn cách tiêu diệt hắn từ bên trong người của hắn. Đúng rồi, thưa Đức Vua. Hay, hay lắm. Ngươi cũng được việc đó. À, chỉ cần người cho tôi làm già làng, bắt tất cả lũ làng để kính nể tôi, thì việc gì tôi cũng có thể làm giúp người, thưa Đức Vua Râm Vĩ Đại. Đường cùng rồi. Ngươi hãy nghe theo lời nó đi. Hãy kêu quân lính làm một cái móc sắt thật nhọn cho ta. Thằng Đâm Ri đang đến thác nước để dập lửa, phải nhanh lên mới kịp. Tin dữ về cái chết của chàng Đâm Ri truyền đi khắp núi rừng Tây Nguyên. Đâm Ri chết rồi. Dập tắt ngọn lửa đó cho ta. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể giết chết trái tim căm thù lũ giặc độc ác các ngươi. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Lũ giặc, các ngươi hãy cút khỏi buôn làng chúng ta. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy theo tấm gương chiến đấu anh dũng của Đâm Ri, chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi quân giặc. Đâm Ri, cút đi lũ giặc. Mau về kinh thành, đưa thiên quân lính diệt sạch làng này cho ta. Cho tôi theo với. Hãy trừng trị tên phản bội kia cho ta. Đâm Ri, kỳ lạ thay trái tim lửa rực đỏ giữa chốn núi rừng. Ngày xưa có đôi vợ chồng Cốc sống ở bờ ao. Cốc vợ mang thai sắp đến ngày sinh nở. Cùng thời gian đó, dưới ao cũng có đôi vợ chồng nhà Trê hiếm muộn. Từ từ nào, trời mới mưa, đường trơn lắm đó. Mình ngồi xuống đây nghỉ mệt nhé. Mùa này thật mát mẻ, con của chúng ta sinh ra chắc chắn sẽ thích lắm đây. Ngôi nhà của con chúng ta sắp xong rồi, đến lúc đó mình có thể yên tâm mà sinh. Con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, chúng con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Các con của mẹ thật đáng yêu quá. Mẹ yêu các con nhiều lắm. Mẹ ơi, con tặng mẹ bông hoa nè. Ôi, mẹ cảm ơn các con. Các con của mẹ ngoan quá. Mẹ ơi, đợi chúng con lớn lên,
Chúng con sẽ báo hiếu cha mẹ ạ. Các con ấy ơi. Ôi, cha về. Các con của mẹ mau mau lớn nha. Nghèo hèn kia, ai cho chúng bay chơi ở trước cửa nhà tao hả? Mau cút đi. Ôi, cái mụ chơi hung dữ ra rồi. Nghe nói nhà mụ vừa tham lam ích kỷ lại rất xấu xa nữa đó. Chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng dây đến mụ ấy. Ôi, phải chi mình cũng có con nhỉ. Mình ăn ở hiền lành như vậy mà sao ông trời không cho mình đứa con nào hết? Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá, vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nè, cái tên cóc kia, ngươi đang làm gì đó? Chào bà Trê. Tôi đang xây nhà cho vợ đẻ. Vợ tôi sắp sinh con rồi. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá, vui quá. Ta sắp được làm cha rồi. Nãy giờ bà đi đâu vậy hả? Tất cả là lỗi của ông đó. Tại ông mà tôi không có đứa con nào hết. Giàu có mà không có con cũng không vui được. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đi. Khi nào ông tìm được con cho tôi nuôi, tôi mới cho ông vào. Ôi trời ơi, tôi biết đi đâu tìm con cho bà bây giờ. Ôi à, tôi sắp sinh rồi mình ơi. Mình ơi. Tôi được làm cha rồi. Tôi được làm cha rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, nhà mẹ ở đâu? Ôi, vậy là trời thương muốn đám cá con này là con mình đấy mà. Các con, các con, cha nè, theo cha về nhà. Nhanh lên, nhanh lên. Đi, 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 đi. Cha đây rồi, mẹ có con không? Mẹ đang đợi các con ở nhà. Mau theo cha về gặp mẹ. Nhanh lên các con, nhanh lên. Trứng cốc nở ra bầy nồng nọc đầu tròn, đuôi dài, mình đen, giống hệt cá trê con. Trê thấy vậy mừng rỡ, lùa cá bầy nồng nọc về nhà, nhận là con mình. Các con giữ im lặng để làm cho mẹ bất ngờ. Sao chưa vậy mà ông đã trở về rồi hả? Đã tìm được con cho tôi chưa mà về? Bà hãy xem đi, đây là con tôi. Quá đà, bấy lâu nay ông lừa dối tôi. Ông có con riêng bên ngoài, giờ còn dẫn về đây nữa. Mẹ khóc thế hả mẹ? Bà ơi, không phải như vậy đâu. Là đây, nghe tôi nói nè. Tôi nói cho bà nghe, là đây. Ôi, thế thì tốt quá. Từ nay chúng ta có con rồi. Đúng vậy, đây là con của chúng ta đó. Các con của mẹ, lại đây với mẹ nào. Mẹ ơi, mẹ ơi, chúng ta con rồi. Các con ngoan của mẹ. Mẹ đã dọn cơm rồi đây. Các con mau ngồi xuống ăn cơm đi nào. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Ồ,
chí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Nè, liệu cha mẹ đám trẻ có đi tìm chúng hay không vậy? Vợ chồng nhà Cốc đã lên bờ hết trơn rồi, chắc chưa có về liền đâu. Lỡ vợ chồng họ về đây đòi lại con thì sao hả? Đám trẻ rất là dễ thương, tôi không chịu trả lại cho vợ chồng Cốc đâu. Vợ chồng ta cứ giấu bọn trẻ trong nhà, không để cho vợ chồng Cốc thấy. Vợ chồng họ trên bờ thì chắc chắn không có biết được đâu. Cứ làm như vậy đi. Các con yêu quý của mẹ đã nở chưa nào? Hả? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Các con của chúng ta đâu mất rồi? Các con ơi, các con đang ở đâu? Vợ chồng Cốc buồn rầu tìm kiếm đàn con, hỏi han khắp nơi nhưng chẳng ai biết tung tích. Các con đâu rồi? Ai vậy? Ai chặn đường của tôi vậy? Không sợ lưỡi gươm sắc bén trên đầu của tôi hả? Dạ chào bác Tôm. Tôi xin lỗi vì đã gia vào bác. Tôi đang vội đi tìm con của tôi. Bác có thấy đàn con của tôi đâu không bác? Không, tôi không thấy đám trẻ nào gần đây hết. Này Cốc kia, người biết ta lại hay không? Anh rùa, anh có sao không? Tôi không có cố ý đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh là có thấy đàn con của tôi đâu không. Sao anh hư vậy? Sao có thể để mất con mình? Tôi và vợ đi kiếm thức ăn cho chúng, lúc đi chúng chưa có nở, đến khi về thì chúng đi đâu mất tiêu hết rồi. Anh biết chúng ở đâu, chỉ giúp tôi với. Tôi không rảnh mà quản con cho anh. Này hai cháu có thấy đàn cốc con nào bay ngang qua đây hay không? Chúng cháu không thấy đàn cốc nào hết, nhưng chúng cháu chơi gần đây, có nghe thấy tiếng con nít ở nhà của ông Trê. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Chào anh Trê. Các người tới nhà tôi làm gì? Tôi có quen biết các người đâu. Đừng có thấy sang mà bắt hoàng làm họ nghe. Anh Trê ơi, anh có thấy đám con nhà tôi đâu không anh Trê? Chị buồn cười. Con anh chị sao lại hỏi tôi? Đám con tôi vừa mới đẻ ra ở gần đây, chúng không biết đường nên có thể lạc đến nhà anh. Có con thì phải giữ chứ, để tụi nó đi lạc rồi còn tìm làm gì. Con của chị thì chắc là giống chị, tụi nó sùm ồn ào tìm cha mẹ nên có người dẫn lên bờ rồi. Thật không ạ? Anh có biết chúng đi đường nào hay không? Hay thấy ai dẫn chúng lên bờ để cho tôi hỏi thăm? Không biết ai dẫn đi, chỉ nghe thấy tiếng tụi nhỏ hướng này nè. Hãy xem cú sút của ta đây. Yeah! Không giống nha. Ôi, bức tranh quỳ của tôi. Đi đi, không, thằng của em mà. Không, giỡn lên đi. Nè, các con yêu của mẹ, đừng giành nhau nữa. Mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một cái, ngoan nào. Xem ra phải cho chúng ra ngoài chơi thôi. Nhốt chúng ở trong nhà, chúng phá nhà mất quá. Cách tốt nhất là cho chúng đến trường đi học, nhưng sợ chúng ra ngoài gặp vợ chồng Cốc quá. Bà yên tâm đi, tôi đã lừa vợ chồng chúng lên bờ rồi. Vậy thì ngày mai cho chúng đi học với thầy Cá Trạch thôi, thầy giỏi dạy dỗ bọn trẻ lắm. Chờ xem,
Các con ơi, đến giờ vào lớp rồi, mau vào thôi. Nè, nè nè nè, đến đây ngồi với bọn mình. Bạn ấy cũng là loài cá tre như tụi mình, bạn ấy phải ngồi cùng bạn mình chứ. Xe bọn ngốc kia nói kìa, nghĩ ai cũng giống mình à. Nói không chừng chúng mày cũng không phải cá chê đâu á. Nghe vậy, bọn này là giống họ nhà trai. Cha mẹ chúng tôi là phú hộ trên vùng này, ai mà không biết. Mày nói đi, mày có phải dòng họ trang nhà mình hay không? Không đâu, tuy hình dạng chúng ta khá giống nhau, nhưng thật ra mình là dòng họ nhà ếch, sống ở trên bờ á. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy cho các con hiểu quy luật sinh sống của loài động vật, vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước nhé. Các con hãy nhìn vào đây. Không chỉ là loài ếch không đâu, còn có loài cốc nữa đó các con ạ. Trời ơi, chào vợ chồng anh Cốc. Chẳng hay có chuyện chi mà vợ chồng anh chị khóc lóc đau buồn như vậy? Không giấu gì anh, vợ tôi vừa sinh một đàn con. Chúng tôi đi tìm thức ăn về á, thì không thấy con đâu nữa. Chúng tôi tìm khắp nơi vẫn không tìm được. Con tôi có về kể cho tôi nghe chuyện trên lớp học. Có bốn bạn con nhà trê trông rất giống nó. Trước đây tôi cũng nghe nói nhà trê hiếm muộn, không biết từ bao giờ có một đàn con như thế. Biết đâu đây chính là con của chúng tôi. Nếu quả thật là như thế thì vợ chồng hắn thật là độc ác, còn lừa chúng tôi lên bờ tìm kiếm bao ngày qua. Tôi phải về đấy để tìm các con mới được. Khoan đã, anh chị đến đó vợ chồng trê sẽ không chịu nhận đâu. Vậy theo bác chúng tôi phải làm sao? Anh chị hãy đến thẳng trường học để nhìn thử xem có đúng con anh chị hay không. Nếu đúng là con anh chị thì bắt nhà trê trả lại. Bác nói đúng, chúng tôi xin nghe theo lời bác. Cảm ơn bác rất nhiều. Có cần giúp gì bác cứ nói với tôi nha. Sao? Chúng tôi không phải là con của ông bà. Cha mẹ chúng tôi là nhà trê. Ông bà nhầm rồi. Không, các con là con của cha mẹ. Hả? Không đúng, chúng tôi là con nhà trê. Chúng ta về thôi, coi chừng họ là người xấu muốn lừa bắt chúng ta đó. Không, không con ơi, mẹ là mẹ của các con mà. Mở cửa, mau mau mở cửa. Tên trê kia, mau mở cửa cho ta. Cái tên cốc kia, tại sao ngươi dám đến phá cửa nhà của ta hả? Ta đến đây để đòi lại con của mình, mau trả con cho ta. Ta không biết con của ngươi ở đâu hết. Anh trê ơi, tôi cầu xin anh hãy trả con lại cho tôi đi anh. Cút đi, ta không biết con của các ngươi ở đâu hả? Nếu còn không đi, ta sẽ đánh đuổi các ngươi à. Ngươi đừng chối, ta thấy các con của ta đi vào nhà ngươi rồi. Các ngươi hãy cút đi, nếu không muốn bị ta đánh chết. Chồng ơi, chồng ơi, chồng có sao không chồng? Tên trê ngang ngược độc ác, ta phải lên báo quan giành lại con mới được. Thank you.
Tổng quan, con là Cốc, con đến đây xin kiện nhà họ Chê bắt cóc con của con. Cá trê kia thật to gan, người đâu? Dạ, mau bắt tên cá trê kia đến đây cho ta. Ê, trê kia. Dạ, bẩm quan, quan cho gọi con. Họ Cốc này thưa nhà trê người đã bắt cóc con của họ, có chuyện này hay không? Dạ thưa quan, nó nói láo, lũ trẻ là con của con á quan. Nói dối, lũ trẻ vốn là con của tôi. Thằng này láo, thấy tôi sang bắt quan làm họ đúng không? Đã có đường thừa, phải tạm giam trê lại, đợi điều tra sau. Ông ơi, ông có sao không vậy? Bà ơi, bà phải tìm cách cứu tôi ra khỏi đây. Tôi biết làm sao cứu ông ra khỏi đây bây giờ. Bây giờ chỉ có một cách có thể cứu tôi mà thôi. Ông nói đi, để tôi còn làm nữa. Bà mau mau á, mang quà qua nhà quân sư Caro, nhờ ông ấy giúp đỡ cứu tôi ra khỏi đây. Nhà mình giàu có là lợi thế mà, bà không phải khóc. Bác Rô ơi, bác có nhà không vậy? Bác Rô ơi, bác Rô ơi, bác Rô. Ai đó, vào đi. Là tôi đây, hàng xóm của bác đây. Các con mau chào bác Rô đi nào. Dạ, chào bác Rô ạ. À. Chị Trê đó à, tôi cũng đoán chị sẽ đến tìm tôi. Dạ, tôi đến tìm bác vì chuyện anh Trê chồng của tôi. Bác Rô ơi, bác mau giúp cha con cháu đi. Cha con cháu bị quen. Cháu cứ từ từ. Các con ngoan, đứng qua một bên cho mẹ nào. Một, hai, ba, bốn. À, cháu hết rồi. Sao chỉ còn mình vậy? Ôi, lũ con nhà cô dễ thương quá. Dạ, vậy mà nhà Cốc cứ khăng khăng bảo là con nhà họ. Nhờ bác giúp để quan trên thả cha chúng ra ạ. Thôi được rồi, mai tôi sẽ làm cổ mời quan ghé chơi. Lúc nào tôi ra hiệu, cô hãy cho lũ trẻ chơi đùa trước mặt quan. Chuyện còn lại để tôi lo. Cảm ơn bác Rô, trăm sự nhờ bác. Cảm ơn bác. Dạ, con mời quan dùng trà. Nè, quân sư, đã cho người đi điều tra vụ nhà Trê Cốc chưa hả? Dạ, bẩm quan, con đang cho điều tra. Cái cưa lười sẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cưa vuông, ông thợ nào thương thì về cứu mẹ. Chúng ăn chung trẻ, các trẻ đi chơi. Lũ trẻ đáng yêu này ở đâu ra vậy? Dạ bẩm quan, đây là bọn trẻ nhà Trê đấy ạ. À, đầu to dẹp, có đuôi thì đích thị nhà Trê đâu còn gì. Tên Cốc lao tuyệt, dám kiện cáo lung tung. Ngày mai thăng đường xử tội hắn mới được. Nè Cốc kia, ai cho ngươi vu khống cho nhà Trê hả? Dạ bẩm quan, con đâu có. Ngươi hãy nhìn lũ trẻ đi, chúng rõ ràng là họ nhà Trê chứ đâu phải là họ nhà Cốc của ngươi. Con của các ngươi sao không giống các ngươi? Dạ bẩm quan, đây là lũ con nhà con, lúc nhỏ chúng có hình dạng như thế ạ. À, dạ bẩm quan, hắn nói dối đó, đây đều là con của con mà. Nè lũ trẻ kia, ai là cha mẹ của các ngươi hả? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, các con ngoan của cha. Con ơi,
mới là mẹ đẻ ra các con đây. Vậy là đã rõ, lũ trẻ này là của nhà Trê. Vợ chồng Cốc này rõ ràng là muốn du quan mà. Người đâu, mau đánh tên Cốc này 50 hiệu và giam vào ngục cho ta. Qua cho tôi qua. Đừng đánh chồng tôi không đòi con nữa đâu. Đừng đánh chồng tôi nữa. Bắt giam Cốc chồng lại. Cốc vợ đầy đi biệt xứ, không cho xuống hồ này. Dạ. Chà, thơm quá. Mai mà mình lanh trí. Giảm ăn dầu nè, cho chết nè, chết ông nè. Ôi, chết ông nè. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đủ ngày tháng, bầy nòng nọc bắt đầu phát triển chi như lòi cốc. Vợ chồng Trê hoảng sợ chuyện gian trá bị bại lộ. Bây giờ phải làm sao? Tạm thời cứ để chúng ở nhà, không học hành gì nữa. Chào thầy. Không biết thầy đến nhà tôi có chuyện gì không? Tôi đến để hỏi anh, vì sao cá trê con không đi học? Con tôi không thích học nhà thầy nữa. Tôi sẽ tìm thầy khác cho chúng. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Chào thầy. Tôi đến để đưa thư cho chị Cốc. Chị ấy nhờ tôi vì không thể xuống hồ. Tội nghiệp. Các con thì bị mất, chồng thì bị giam, còn mình thì phải ở trên bờ. Nên ngày nào chị ấy cũng khóc. Nhìn ếch con nhà tôi mà thương. Nếu tính ngày tính tháng thì chỉ để sao ếch con nhà tôi mấy ngày. Nếu đàn nồng nọc kia là con nhà anh chị Cốc thì chúng đã mọc chân rồi. Chỉ chúng nó mới minh oan được cho cha mẹ ruột của mình. Làng đang có tiền, ai là đánh trống làm mất vui thế này hả? Bẩm quan, con là thầy đồ dạy học, muốn làm đơn tố cáo vợ chồng nhà Trê cướp con. Lại chuyện cướp con à? Chuyện đã rõ mười mươi, ngươi còn đến đây làm loạn. Ngươi muốn ăn đòn giống thằng cha Cốc đúng không? Bẩm quan, con xin quan hãy xem hết tờ đơn của con rồi hãy định tội. Thật sự có chuyện này xảy ra ư? Bẩm quan, nếu quan không tin, hãy hỏi cha con nhà ếch đi à. Bẩm quan, loài ếch và dòng họ chúng con như cốc, nhái, khi sinh sẽ cho ra trứng, sau khi trứng nở sẽ cho ra lũ nòng nọc con, đầu to và có đuôi nhìn giống cá và sống ở dưới nước à. Dạ bẩm quan, con trước đây chính là nòng nọc con à. Thế giới này thật kỳ diệu, loài vật chúng ta thật muôn màu muôn vẻ. Chính vì vậy, nhà Trê thật sự cướp con của vợ chồng Cốc. Bằng chứng là hôm nay lũ nồng nọc đủ ngày sẽ mọc chân đứt đuôi thành cốc. Đã mấy hôm nay vợ chồng Trê không cho lũ con đi học nữa là lý gì? Còn đâu, chùa đâu, mau đến nhà Trê đem lũ trẻ đến đây xem thật hư thế nào. Hoa không
sai mà. Nếu theo quá trình tiến hóa thì đây chính là con của nhà Cốc. Vợ chồng Rê đâu? Có phải vợ chồng ngươi đã cướp con của vợ chồng Cốc hay không? Bẩm quan, vợ chồng con. Bác ruột, xin hãy cứu vợ chồng tôi với. Bẩm quan, chính lão quân sư nhận vàng bạc mới giúp đỡ vợ chồng kê. Dạ, xin quan xá tội con lỡ dại. Người đâu, đem rước vợ chồng kê cùng Caro lại cho ta, đợi ta thăng đường xử án. Đây chính là nơi mẹ con đã sinh ra các con. Ôi, chúng ta đã chối bỏ cha mẹ mình, chắc cha mẹ buồn lắm. Nhưng sao lúc đó mình tìm mà không thấy cha mẹ đâu? Mẹ con có kể hết với thầy rồi. Lúc đó vì lo lắng các con sinh ra không có thức ăn, nên cả cha và mẹ con đã đi tìm thức ăn. Đến khi quay về thì không thấy các con đâu nữa. Vậy lúc đó mình đã đi theo cha trê nuôi rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cha mẹ ruột của chúng ta thôi. Các con suy nghĩ rất đúng. Thầy ơi, bây giờ chúng con phải đi đâu để tìm mẹ? Cốc mẹ không được xuống hồ vì quan cấm. Các con hãy lên trên mặt hồ đi tìm mẹ đi. Chúng con cảm ơn thầy. Các con đi nhớ phải cẩn thận nha. Bẩm quan, con biết tội rồi. Tại sao ngươi lại cướp con của nhà Cốc? Dạ tại vợ chồng con hiếm muộn, muốn có được đứa con để ẵm bồng nuôi nấng. Khi thấy đám trẻ hổng cha hổng mẹ nên đem về nhà nuôi. Dạ bẩm quan, con cũng như quan, nhìn thấy lũ đồng nọc đầu to lại có đuôi thì nghĩ chúng là con nhà trê thôi. Quan xem, chúng mãi vẫn chưa rụng đuôi, chưa chắc chúng là con nhà Cốc đâu ạ. Bây giờ ông hết nói được rồi nha, chúng tôi đích thị là con nhà Cốc. Chúng tôi là Cốc, cha mẹ chúng tôi là Cốc. Hắn ta là kẻ tham lam ăn hối lộ, xử hắn đi. Dạ con lỡ dại, xin quan tha cho con. Vợ chồng trê cướp con của người khác, phạt 50 lượng vàng và 50 roi. Còn cá rô, người dám ăn hối lộ xử oan người, bị cắt chức và đánh 50 hèo, thả tự do cho Cốc cha. Rồng dáng lên mây, có cái cây lúc đất, có ông chủ ở nhà hao. Ông chủ đi vắng rồi, muốn qua phải để lại một bé. Mẹ làm bánh rồi, mọi người lại ăn bánh thôi. Con muốn ăn, con muốn ăn. Con muốn ăn, con muốn ăn nữa.
Kinh nghiệm của em, mau trả lại cho em đi. Từ từ thôi nào các con, đừng có giận. Con nhớ cha mẹ ghê quá. Lúc không có ba mẹ, cha mẹ ghê cho đi tụi con rất tốt. Tôi nhớ các con quá. Dù không sinh cũng có công nuôi. Tôi nhớ tiếng cười đùa của các con. Thiên ơi, mẹ ơi, Thiên ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Các con đã thành công rồi, không giống ta nữa. Trông lạ lắm. Chúng con cũng nhớ cha mẹ lắm. Dù không còn giống cha, nhưng con vẫn nhớ cha ạ. Cảm ơn anh chị đã nuôi các bé trong lúc vợ chồng tôi không có ở đây. Chúng tôi ở gần bờ, khi nào rảnh anh chị cứ ghé chơi. Nhờ vợ chồng Cốc Trọng Lượng dạy đàn Cốc Con biết ơn nuôi dưỡng, mà vợ chồng Trê cũng được an ủi phần nào.